Hello cả nhà, thì hôm nay video này Lan sẽ lên cho cả nhà về tất cả những cái mẫu xe Winner tại cửa hàng của Lan nha. Thì cả nhà mình ơi, khi mà mình mua xe Winner trả trước á, mua góp thì mình chỉ cần trả trước từ 2 đến 3 triệu là có thể lên hồ sơ ha. Và cả nhà mình mua những cái mẫu xe zin thì mình có thể là không cần đưa trước, chỉ cần mang theo căn cước công dân gắn chip liên hệ, Lan sẽ hỗ trợ bao đậu hồ sơ và hỗ trợ mọi người lấy xe về ngay lập tức trong tầm khoảng 15 đến 20 phút thôi nha. Và đặc biệt là khi gọi trước, cả nhà sẽ được giảm 2 triệu tiền đi lại, là giảm trực tiếp vào giá xe cho cả nhà mình luôn. Ví dụ như xe Lan báo cho cả nhà là 35 thì giảm 2 là còn 33, báo 40 thì giảm 2 là còn 38 nha. Và đặc biệt là họ sẽ hỗ trợ bao đậu hồ sơ khi cả nhà mình chưa có từng mua trả góp, thì số điện thoại của Lan sẽ ở phần bên dưới, cả nhà mình có thể là gọi Zalo hoặc là gọi số điện thoại hoặc là nhắn tin, Lan sẽ gọi lại nha. Thì Lan sẽ giới thiệu cho cả nhà về tất cả những cái mẫu xe tại cửa hàng. Thì hiện nay là cửa hàng Lan đang coi video cho cả nhà vào cuối tuần, cho nên là đang lên rất là đầy đủ những cái mẫu xe sơn cho cả nhà mình tham khảo nha. Thì hôm nay Lan sẽ quay các chị em này, là em xe màu xanh ha, xanh này là xanh ngọc. Thiết kế của em là thiết kế sơn 3D màu xanh bóng nha, thiết kế bóng này thì rất là đẹp luôn, và sơn tem trùm. Em này thì cả về sẽ là màu xanh đen nha mọi người ơi, phân biệt là màu này là màu xanh ngọc ha. Winner hiện nay thì cửa hàng đang lên sơn thì nó sẽ lên cả màu phiên bản V3 hay V4, phiên bản tiêu chuẩn hay phiên bản cao cấp, có nghĩa là phiên bản đặc biệt hoặc là phiên bản tiêu chuẩn thì đều là có thể lên được cái màu này luôn ha. Và em này thì nó có lên nhẹ nhẹ chút xíu là cái baga này, baga titan. Thì đa số là cái baga titan em thấy là lên tất cả những cái mẫu xe sơn thì nó rất là đẹp luôn ha. Nó là kiểu như là titan, nó sẽ có 7 màu á mọi người, thì nó rất là hợp với xe sơn luôn. Và cửa hàng nó có sẽ hỗ trợ lên là những cái đồ phụ kiện như là baga, két nước, chống đổ, phục, nói chung là rất là nhiều phụ kiện, thì đang được hỗ trợ giá cho cả nhà mình từ 30-50%, và cả nhà mình gắn thì có biển số rất là thanh toán nha. Và kế tiếp là cũng có một cái màu mà màu này là màu xanh xi măng nè, cà vẹt sẽ là màu xanh đen. Thì em này là một cái màu cũng khá là được cả khách hàng mình quan tâm khá là nhiều, sơn lên là bán hết cả nhà. Hiện nay thì Loan quay xe cho cả nhà mình vào cuối tuần thì mới có những cái mẫu này, chứ bình thường đầu tuần là bán hết, tại vì chủ nhật á là những cái mẫu xe này được khách hàng mình lựa chọn rất là nhiều ha. Và kế tiếp là sẽ có một em xe màu tím. Thì những cái mẫu xe này á mọi người, nếu cả nhà mình mua dòng V3 thì hiện nay Loan đang bán giá là 38, gọi trước được giảm 2. V4 là 39 nha. Đó, V4 mắc hơn V3 là 1 triệu cả nhà. Đây em này thì là màu xám tím. Xám tím đen ha, tím iPhone. Và một cái em này là một cái mẫu bây giờ mới thấy có luôn. Xanh xanh giống như kiểu xanh lá lúa mọi người, lá lúa non á mọi người thấy không, cái màu xanh rất là nhẹ nhàng ha, có thể gần giống như là màu vàng dạ quang, nói chung nó pha giữa các cái màu á. Và thiết kế cũng rất là lạ luôn này cả nhà ơi, thiết kế Winner này, ba cái gạch ở phần cái rìa phía trước, em này là thiết kế mới nha. Và đây là một em xe phiên bản đặc biệt của Winner V4 màu bạc đen ha, bạc zin, bạc xám này, bạc nhám nhé, bạc này bạc nhám nha, 39 năm, màu trắng đen là xe sơn. Những cái mẫu đó đang ta chỉ cho cả nhà mình đều là mẫu xe sơn này, sơn bóng này, tím titan, tím này, trắng cam ha. Và em này là em xe màu xanh đen, xanh lá đó. Màu xanh thì nhiều nhất ha mọi người, mọi người thấy là cái màu xanh nó chiếm số lượng là nhiều nhất, tại vì dễ chạy ha. Đặc biệt là dòng xe côn thì số lượng bán cho các anh nam là khá là nhiều. Và những cái mẫu này cả nhà mình mua góp, nếu mà lấy màu sơn thì đưa trước tầm 2 đến 3 triệu. Cả nhà mình mua lấy màu jean thì đưa trước tầm khoảng một không được cũng được, hoặc đưa trước 1 triệu cũng được nha. Cửa hàng của Lan thì ở bên cạnh là Bình Dương, làm việc không có ngày nghỉ. Mọi người cần tư vấn về xe thì hãy nhắn tin ngay cho Lan qua số Zalo ở phần bên dưới, hoặc là gọi điện, nó sẽ tư vấn cho cả nhà mình kỹ lưỡng hơn nha.